Rồi, xin chào cả nhà. Hiện nay em sẽ nấu một món là bún với mực với thịt bò là đu cay, vị cay luôn. Rồi, sẽ bỏ ra cho luôn. Rồi giờ ớt với cà nó sẽ chín, mình sẽ đổ nước cho luôn. Chua cay thì mình phải có chanh hăm me, mình đổ này chanh. Rồi giờ mình nêm nếm, chua cay là mình phải nào cũng được, một là mình chanh hăm me tắt được, còn ít muỗng muối và no 2 muỗng tiêu. Bỏ nước mắm. Rồi quay đều lên. Rồi giờ nước cũng sôi, em sẽ bỏ cái bò viên vô luôn. Cái viên chiên á. Rồi giờ cái viên chiên cũng chín với nước sôi vô, mình bỏ sẽ bỏ cái mực mực vô luôn. Mực với cái viên chiên chín nữa là mình sẽ bỏ cái thịt bò vô nữa là mình ăn thôi. Thì bún mực với cái viên chiên với thịt bò chua cay thôi. Rất ngon, cay cực kỳ. Quá ngon, quá thơm luôn á. Bây giờ em sẽ bỏ luôn cái gạo thơm vô luôn cho nó thơm. Rồi giờ mình sẽ bỏ thịt bò vô luôn. Trụng để cho nó chín. Thì mình trụng như vậy thịt bò để cho nó ngon á. Bỏ vào tô cho nó ngon hơn. Rồi xin chào cả nhà, thì giờ cái món ăn của em cũng sẽ xong cái món bún với mực với thịt bò với cá viên chiên chua cay. Thì giờ em sẽ mời cả nhà. Cay. Nó có vị chua. Mực. Thì đây cũng có cái nước chấm, nước mắm vậy á. Mình nấu kiểu gì nào nó dễ ăn, cái chua, cái chua mà có vị cay, đánh ra nước ngọt. Cái nhà bỏ bò vô đây rồi, cuốn bò. Món này mình nấu càng cay càng ngon. Tại vì nhiều khi ở nhà mình sợ có nít. Nước cốt và chanh tắt chua dừa.
Rồi thì giờ em ăn cũng xong thì cảm ơn cả nhà đến với kênh Thành ẩm thực thì đón xem những cái kênh của em. Riêng em cảm ơn cả nhà. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đềm mang theo hơi ấm. Âu sầu trong anh như xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Ngày em có nụ cười xinh như là mặt trời bé khôn. Dừng lại một chút thôi để đam đuối bầu trời có hai ta thôi. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đềm mang theo hơi ấm. Âu sầu trong anh như xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Ngày em có nụ cười xinh như là mặt trời bé khôn. Dừng lại một chút thôi để đam đuối bầu trời có hai ta thôi.